vào chiều ngày 6 tháng 11 năm 2023 tại hội trường Thánh Paolo VI ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 6.000 thiếu nhi đến từ 56 quốc gia, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam. Cuộc gặp gỡ có tên gọi các trẻ em gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, được tổ chức bởi Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican, với sự cộng tác của gia đình dòng Francisco, Cộng đoàn Thánh Egidio, Co-Operativa Auxilium và Liên đoàn bóng đá Ý. Theo chương trình, vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2023, các em sẽ tham dự buổi giáo lý trong đền thờ Thánh Phêrô và cầu nguyện trước mộ Thánh Phêrô. Vào ban chiều, các em sẽ bắt đầu sinh hoạt từ lúc 14 giờ 30 phút. Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu gặp các em tại hội trường Paolo VI. Đức Thánh Cha đã mời gọi các thiếu nhi, cha chờ đợi tất cả các con để cùng học hỏi từ các con. Và Ngài mời gọi mọi người hãy trở lại với những tình cảm trong sáng như trẻ thơ. Các em dạy chúng ta về sự trong sáng của các mối quan hệ, sự chào đón người ta là cách tự nhiên và tôn trọng đối với mọi thủ tạo. Theo Flavio Lotti, thuộc tổ chức Perugia-Acc, cuộc gặp gỡ mà Đức Thánh Cha mời gọi các em là một phần của con đường vĩ đại mà Đức Thánh Cha Francisco đang cố gắng mở rộng, đào tạo các thế hệ mới biết xây dựng hòa bình. Các em thật là vinh dự khi được gặp Đức Thánh Cha, đây là một điều mà chắc hẳn ai là người Công giáo đều muốn được gặp Đức Thánh Cha một lần trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn quý cộng đoàn đã đón xem video của chúng con. Rất mong quý cộng đoàn bấm nút đăng ký kênh để có thể xem được những video từ chúng con. Xin cảm ơn quý cộng đoàn rất nhiều.